Hello Ajinomoto, xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với tựa game Ảo Mộng Chu Tiên. Yeah, các bạn đang cưỡi con gì? Mình đang cưỡi con hổ các bạn nha. Và trong video này mình sẽ dẫn các bạn một trong những cái tính năng cực kỳ ngon lành canh đà, đó chính là cường hóa các bạn ạ. Ở trong này thì có hai cái mà mình nhấn mạnh, nhất là cái luyện khí và thứ hai là cái quán chú. Thì cả hai cái này thì đều tăng rất là nhiều cái chỉ số cho nhân vật của mình nha. Đầu tiên đó chính là cái luyện khí các bạn ơi. Thì hiện tại là mình đang trang bị 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và khi mà luyện khí lên thì chỉ số nó tăng quá nhiều luôn. Ví dụ như lực chiến trang bị của cái kiếm của mình bây giờ đang là 46.400. Nếu như mình luyện khí thành công phát lên 49.700 luôn, gần 50.000 thôi. Và mỗi một trang bị của mình đều được cường hóa luyện khí lên nữa, thì nó quá trời quá đất luôn. Bây giờ mình sẽ luyện khí nhá. Nhưng các bạn lưu ý đó chính là luyện khí thì nó có tỷ lệ thất bại đấy các bạn ạ. Với cả là nếu như mà luyện khí thất bại bình thường nó trừ đi nhiều vãi luôn. Nhưng mà nếu như dùng cái bùa này thì nó chỉ giảm một cấp thôi nha các bạn. Và nếu như các bạn không dùng nhá, thì thôi, có thể nó giảm. Ui, mày quá. Nó lại thành công các bạn ạ. Úi giời ơi. Thôi, mình khuyên các bạn đó chính là cứ cường hóa tớt tần tật những cái trang bị này nó lên. Ví dụ như cùng cộng 5 này, cùng cộng 8, cùng cộng 10 này, thì nó sẽ hợp lý hơn là các bạn cứ ra vào đây đôi khi là chết dở đấy. Nó xịt cái này đi là ối rồi luôn. Ấy, lên, ngon, phê các bạn ơi. Tiếp tục, ôi thật lại lên tiếp này. Hay thế nhỉ. Ok à, Star ơi, được quá nhỉ, cùng cộng 8 các bạn này. Bây giờ lại bắt đầu đi từ cái này này. Lên cộng 9 không? Luyện khí hiện tại không dùng bùa chúc phúc, nếu thất bại sẽ tổn thất lớn. Đấy, nó bắt đầu cảnh báo này các bạn này. Sau khi mà lên luyện khí cộng 8 cái là nó cảnh báo đấy các bạn. Nên là thôi, dùng đi các bạn. Nếu như mà thất bại thì chỉ giảm một cấp về cộng 7 thôi. Không, giảm một phát chết dở về cộng 5 rồi, đã biết ngay mà. Ok, bây giờ mình tiếp tục luyện lên cộng 8 này. Rồi, cố gắng luyện phát lên cộng 10 cho chất chơi này. Khó phết đấy, không đùa đâu các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy không? Thốn phết đây này, bây giờ còn giảm về cộng 6 này các bạn này. Lên cộng 7, cộng 8, cộng 9 đi. Úi trời ơi, phê các bạn ơi. Và các bạn nhìn thấy này, khi mà lên cộng 9 nha, thì lực chiến hiện tại là tăng rất nhiều luôn các bạn. Úi dồi ôi, và lên cộng 10 phát nữa thì bùng lổ luôn các bạn ạ. Mình cố gắng mình cho cái vũ khí lên cộng 10 nha các bạn. Úi, ngon. Perfect. Đấy, tạm thời là cộng 10 rồi đó các bạn nhé. Rồi bây giờ mình tiếp tục này. Càng phết đấy, đi từng cái một thôi các bạn. Nếu không là chết dở đấy, không đủ cái nguyên liệu này là thôi. Cộng 8 đấy. Ui ôi, không sao. Các bạn thấy không? Khá là khó khăn nha. Nhưng mà bây giờ thì mình vẫn còn một cái cát tinh phủ nữa. Cái này là tăng tỷ lệ lên tận 20% cơ. Rồi, mình sẽ dùng nha các bạn. Lên. What the hell? Nói chung là có hai loại bùa. Một loại là tăng cái tỷ lệ thành công, còn một loại là cái tỷ lệ xịt thì nó bị giảm ít cấp hơn. Thế các bạn thấy đấy, tỷ lệ thành công tăng 20% nhưng mà không ăn thua tí nào cả. Cay thế nhỉ. Đừng ăn cả ngã về mo rồi. Bỏ cái này đi, mình cho lên cộng 6 thì không cần nha. Đấy, các bạn thấy không? Bực thực sự. 6 này, 7 này, 8 này. Đấy, khi mà các bạn nâng từ cộng 1 lên cộng 8 thì các bạn đừng có dùng bùa làm gì cả phí. Bắt đầu từ cộng 9 cộng 10 trở lên các bạn dùng nha. 9 đấy. Perfect. Tiếp theo 10 ngay. Dễ đùa với chúng tôi à? Bắt đầu này, cộng 9 này. Cộng 9 này. So. Cộng 10 này. What the hell? Cay thế nhở, nó giảm 5 level luôn các bạn ạ. Bực thực sự ạ. Nhưng không biết các bạn thế nào nha. Mình thì mình luôn ưu tiên những cái trang bị công là mình nâng trước, bởi vì mình vẫn là thích công hơn. Thì ở đây sẽ có một số những cái trang bị mà nó tăng công. Bạn nào cũng thích công như mình thì các bạn lưu ý nha. Đây, ví dụ như cái kiếm này chắc chắn là có tăng tấn công này, bạo kích này, chính xác này các bạn này. Và khi mình luyện khí lên cộng 10 cái, đây các bạn nhìn thấy là hiện tại là cộng thêm bạo kích 221. Và nếu như lên được cộng 11 thì tăng sát thương bạo nha. Đặc biệt là cộng 15 là tấn công tăng khá ổn đấy các bạn. Tiếp theo có ba cái đồ, đó chính là cái mũ này, cái áo và cái quần này các bạn này. Thì là ba cái này là trang bị thủ nên là mình không ưu tiên nâng lắm. Nhưng bắt đầu đến cái ma bố thủ, tức là cái bao tay ấy các bạn, là bắt đầu có thêm tăng tấn công thì mình cũng thích hơn này. Giày cũng có chỉ số tấn công này, sinh lực các thứ cũng được này các bạn này. Đấy, nhìn chung các bạn nào yêu thích sát thương thì cứ lựa chọn những cái trang bị mà tăng công là nâng trước và những cái trang bị phòng thủ nâng sau. Còn tất nhiên là những bạn nào mà chơi kiểu đấu sĩ tanker hoặc là hỗ trợ thì phải nâng vào sinh lực cũng như phòng thủ rồi. Mấy cái món kiểu như là quán này, áo rồi thì quần.
Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với tính năng quán chú nhá. Đây là một trong những tính năng mà cũng tăng khá nhiều lực chiến đấy các bạn ạ. Tương tự như ở bên luyện khí thì mình cũng sẽ chọn những cái trang bị nào mà nó tăng về cái chỉ số tấn công thì mình nâng trước. Ở đây thì mỗi trang bị nó sẽ có 3 dòng cho các bạn có thể quán chú. Và quán chú thì cũng cần một cái loại bùa cực kỳ là áo ma Canada. Đấy thì có 3 cấp bùa nha, lục, lam, tím. Thì những cái bùa càng cao thì nó có thể tăng được nhiều cấp. Như bùa lam thì chúng ta có thể tăng được 3 cấp, nhưng bùa lục chúng ta chỉ tăng được 1 cấp thôi. Bộ tím là vã phát là được 5 cấp liền các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang quán chú đến cộng 18 cả 3 dòng. Thì cả 3 dòng này mình sẽ nâng đều các bạn nhé, bởi vì là nó sẽ bổ trợ cho nhau ấy. Chứ còn nếu như nâng nguyên tấn công không có bạo kích thì cả sát thương bạo thì nó cũng không hiệu quả lắm đâu. Và được cái là cái quán chú này thì khi mà nâng cấp thất bại ấy, nó sẽ không bị trừ cấp các bạn nhé. Mày thế. Đây, mình sẽ quán chú cho các bạn xem này. Đấy, thất bại là vẫn ở cộng 18 nhá, không bị trừ về 17. Đấy, lên là 19 rồi này các bạn này. Rồi, thất bại rồi, 20 rồi các bạn ơi. Tiếp tục như thế thì chúng ta hoàn toàn là có thể nâng cấp bật lên. Và chúng ta có thể là ấn vào cái tự quán chú này các bạn nhé. Thì nó sẽ cài đặt được cái cấp mà các bạn muốn dừng. Ví dụ như các bạn muốn quán chú bao giờ đến level 20 đi. 28 à? Nhỏ nhất bây giờ đang là 28 rồi. Mình sẽ bắt đầu quán chú luôn. Đấy, bây giờ nó lên là 28, nó sẽ dừng lại cho các bạn này, 21 rồi. Ôi dồi ôi, nào thất bại nhiều thế. Cơ bản đây là cái quán chú bùa này là bùa lục thôi các bạn. Đấy, lên bùa lam thì nó khác ngay. Bùa tím thì nó lại khác nữa. Kiểu thế các bạn ơi. 23, 24 rồi. May quá, cái này thất bại nó không bị làm sao hả các bạn ạ. 26. Ui dồi, thất bại nhiều phết đấy. Rồi, 28 nó dừng rồi nha các bạn ơi. Và những cái chỉ số này, bạo kích rồi thì tấn công các thứ tăng rất nhiều các bạn ạ. Ở trong này thì các bạn cũng lưu ý thêm một phần nữa, đó chính là chúng ta mặc theo bộ thì nó sẽ kích được những cái dòng khá là ngon nha các bạn. Ví dụ như mình có thêm một cái mũ nữa, một cái nón nữa, là cái khố nữa các bạn, thì nó sẽ kích được cái là kháng bạo cũng như là tăng tấn công nha các bạn nhé. Hơi bị sướng luôn, mỗi tội là bây giờ mình mới chỉ có một cái kiếm thôi. Đoạn tội trụy minh đào. Đấy, đoạn tội trụy minh quán, đoạn tội trụy minh khố. Thế là có thêm tí bạo với cả tấn công rồi. Nó không sao, mình sẽ kiếm dần dần các bạn ạ. Ở trong trang bị này cũng ngon nữa là ở phần có thể khảm đá các bạn nhé. Thì ở đây ví dụ như món trang bị nào mà nó có chữ công này thì các bạn cứ khảm mấy cái liên quan đến công. Ví dụ như là tăng công này, tăng bạo này, các kiểu con đều vào là nó hợp lý luôn các bạn ạ. Còn những trang bị nào mà tăng phòng thì các bạn vã một phòng cho mình. Thường thì mình sẽ cũng ưu tiên nâng ở mấy trang bị công trước. Mình là mình luôn luôn thích kiểu sát thương các bạn nha. Ok, thì chúc các bạn chơi game vui vẻ cũng như là luyện khí này quán chú may mắn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.